mấy ly rượu mà đây nè, đó chặn lửa nữa để cho mấy chú thử à. Chúc nhật hả? Vậy có tí xíu à, còn 5 giờ hả? Giờ mới có 8 giờ chứ nhiêu, trời mưa quá trời, cho tiền qua mà làm dữ vậy. Ủa chủ tiệc hả? Quên ba chủ tiệc đây. Hôm nay sinh nhật hả? Thì phải để chú vô. Mời 5 giờ, giờ 8 giờ đây mày. À, xin phép vợ, vợ cho đi sao đi, với lại phải vậy? Chờ chở vợ cho nghiệm. Vợ đi từ lúc 5 giờ tới giờ thì mày cho con bú nữa, cho con bú nữa, vô mình bú rồi. Mày cái mà đứng sợ mày, mày đi ăn sinh nhật con cháu đây mới 18 tuổi mẹ mặc cái gì vậy? Không có, khúc trên ngon, khúc dưới cậy đó đi. Nghĩ sao sinh nhật 18 cộng ngày hôm nay mà mưa bão muốn chết luôn. Đi xe mà tưởng đi tiền không à. Với lại chụp hình người ta chụp ở trên này lên, có ai mà chụp cái bàn chân đâu mà soi mối hoài vậy. Với lại đi rẻ nè má. Sao cưới hoài vậy? Nãy nghe vợ kể rồi. Ủa mà mấy cái đi này cái gì vậy? Mang sự lắm đi, tới tới mưa cái bỏ xuống chạy vô lấy đôi dép mang vô. Tiết kiệm ba ơi, đôi dài đi nó hư. Rồi lên cho con lên được, lên chưa? Rồi lên hả? Ôi, cái này rồi. Ủa cái này giống như cái bếp quý ngày xưa vậy? Con người bị trong hung rồi đi nè. Mời mời mời, anh vàng này đi. Không, em muốn cái cây. Còn cái này uống sao? Cái này lấy ông hút đó. À nó không tốt vô. Vô đó. Đó nó lên nó lên. Đi. Chú bị nóng, chú bị nóng, chú bị nóng mà. Ủa lại mày. 1 2 3. Mang vô làm đi nữa, tao lúc lẹ quá có cảm nhận con mẹ đâu. Tự nhiên uống mà lẹ lẹ nó nóng nóng mày. Ăn uống mà nhà như sợ hao á. Bây giờ tao uống thêm ly nữa hả? Vô làm một ly bự đi. Chúc mừng sinh nhật con nha. Chú Mạnh không có gì ngoài cái tấm lòng của chú Mạnh. Chú Mạnh không có kinh tế, không có điều kiện. Chỉ qua đây chúc mừng không rồi chú Mạnh về thôi à. Em ơi có gì cho mình ly bự đi sinh nhật có không? 5 xì em chơi lớn luôn. Chị nhỏ với anh em với nhau mà 5 x 6. 5 x 6 thằng này là bạc phải là bạc 20. Nó còn ít á người ta bạc 30 thành 65. Anh em mày cắt muốn chết luôn anh em. Bây giờ nó bạc 15 không à má. Tổng chào đại rồi anh em về anh em. Chúc mừng sinh nhật con 18 cộng nha. Dạ. Mày hết rồi mày ơi. Cái gì vậy má?